Hôm nay thằng Bình nó ngủ nhà tôi anh em ơi. Hôm nay tôi phải chơi nó một cái dữ dữ chứ anh em. Để vô lấy cái dao của mình. Anh em biết tôi xuống đây làm gì không? Tôi đắp bông ngứa. Ôi trời ơi. Anh em biết mông ngứa ở dưới sông rồi đúng không? Mông ngứa tàn canh xương gió lạnh luôn á anh em. Tôi nói với anh em, cái này là ngứa tột cái quần là có thiệt chứ anh em. Thôi toàn rồi thì tôi sẽ cho anh em coi. Biết cống Lê Bình Phú Phú Tứ Tứ Di Bẩm Hoàng Kha nữa. Đó nè, thấy cái gì chưa? Hôm nay là nó chết với tôi anh em ơi. Đó, đây là những dân chơi Free Fire. Đó, nghe chưa? Ngủ hả hơi chân luôn. Đó, hôm nay là Di Bẩm nó chết với tôi. Ra 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 thôi. Rồi thì ra mà đó. Anh em cũng biết là nó nhớ đến cái nào. Yeah. Sẽ vô. Hôm nay là nó xác định này. Trời ơi, cái gì vậy trời? Má ơi, nó quét rồi.
nè, tao không tự nhảy cho tao được. Quay gì vậy? Toàn sự, toàn thật sự của em mà. Ủa quay trời, quay cái giờ quay clip gì vậy trời? Ơi nè, mày có lưng kìa. Trời ơi trời, lưng này. Trời ơi, lưng này nè. Ủa quay lưng anh có không? Ai ông nội này nè. Trời ơi trời. Ủa quay lưng rồi. Ây da. Ây da, gãy chơi, gãy chơi lại nè, gãy chơi lại nè. Gãy chơi lại nè. Mày ngứa quá không được, chịu không có nổi. Má gì đó. Trời. Má, khó chịu hả? À. Ngứa gì vậy anh đó? Rồi sao đó? Má ngứa quá. Dọn ra khỏi cửa. Nó chạy rồi. Má bị nó chơi nó lộn. Ở trời. Mấy hôm la rồi. Má nó giật mình tự cứu mình chứ ai vậy? Vui 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 cha mẹ ơi. Làm gì bình con? Ngồi lửa đi. Ngồi lửa, ngồi say rồi á. Nè, cầm đi để mở. Ôi. Nói nhà ông nội. Ngồi lửa làm cái gì vậy? Ôi, hồi ra gì vậy? Trời chảy lòng. Hồi ra rồi đó. Gì ông nội nữa vậy? Trời chảy lòng nè. Quá trời, cưới hồi nè. Trời ơi, coi lên bẩn kìa. Trời ơi, trời, mấy nhảy hết trơn rồi. Trời, chảy lòng nha. Tẻ đi, thiệt nhiều không? Người lắm. Mẹ thay vô đi. Cái đậu xanh á, đang ngủ rồi trời. Thua luôn. Ê, từ cháy lòng đó. Rồi, tới hai người khác vô. Vô. Ủa, cháy lòng nữa. Không có được, không có cháy đâu. Không cho nó cháy lòng coi cho nó hết má gì luôn. Mới vậy? Bấm, cái trò này tao bị quý chơi từ mấy năm trước rồi. Nay nó chơi tao cái gì mày ơi, ta nãy tao lên chơi nè. Trời ơi, vừa đâu quá. Má ông nội thiệt tình với trời. Bấm vô đi bấm. Ôi, lửa đâu hết rồi. Bấm. Kìa kìa kìa, không ngủ rồi bấm. Bấm, không ngủ à. Má cay quá à. Trời ơi, vô tóc trời ơi. Coi nè, không ngủ rồi anh em. Xanh. Đi ra đi té. Nó có cái giống như vậy. Giờ lỡ rửa chạy luôn. Lỡ rửa rồi. Chạy luôn. Chạy. Trang mày mất tử rồi. Ở hôm nay là mày ra. Mày ra. Mày ra nữa à. Chết đi rồi. Không có được. Rửa chét kìa trời ơi trời. Khùng rồi. Mày khùng rồi. Trời ơi chơi. Tao chờ cái lại tao ngứa luôn. Không được. Không được. Sao vậy? Má tụi nó nèo cảm giác mẹ nó lần lần thứ n mà như lần đầu anh em ơi.
nó kỳ quá, tôi bị chơi mấy lần rồi. Nó chán quá nè. Nè coi nè, người nói với gà nè. Nói với gà nè. Đang sưa ấm hả? Giờ tôi phải đốt cho nó cháy lòng nè. Cho nó cháy lòng gì mới được. Lòng lòng rồi á. Mà giờ dữ lắm rồi, không được, chị không có nổi. Rồi làm sao? Không có chịu. Nó ngứa quá, chị ngứa rồi. Cái đậu không có chịu. Cái đậu xanh á anh em ơi, thì bẩm nó đang bị dướng anh em nè, anh em coi lưng nữa nè. Chét vô cái nổi cục cục cục. Xong bẩm rồi. Á cái kiểu này là xong rồi anh em ơi nè, anh em coi nè. Lưng là nổi cục cục ống cục luôn anh em. Như là chảy máu vậy, thấy ghê vãi. Xanh nó quý ác quá anh em ơi. Có gì muốn nói với khán giả không? Sẽ có làm sao. Tôi chơi lại. Ê cây này lắm rồi. Ê ship lâu rồi đó. Ê có chịu vậy. Lắm rồi.